Hello tất cả các chị em nhá. Hello hello. Rồi bạn nào đang xem livestream thì chấm ngay cho một chấm nào. Ok, chào Minh Thu này, chào Trần Anh Thúy nhá. Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em người ơi. Ok, em bắt đầu lên xả bo mọi người nhá. Đau quá, nhiệt đau quá rồi. Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em ạ. Chuẩn bị lên xả bom nhá. Xả rất là nhiều bom luôn. Các tình yêu chia sẻ livestream này của em đi các tình yêu ơi. Nào, lên chuẩn bị lên đi ạ. Rồi ok. Bạn nào đã chia sẻ thì comment ngay cho em đã chia sẻ giúp em với nhá. Rồi hiện tại đã thấy 5 lượt chia sẻ rồi. Cả nhà chia sẻ lên giúp em ạ. Chia sẻ lên giúp em nào. Lên đúng 100 lượt chia sẻ nào ok ạ. Lên đúng 100 lượt chia sẻ em bắt đầu bắt bóc bom nhá. Và ngày hôm nay toàn bộ là bom này. Bom to lắm mọi người ơi. Ngày hôm nay sẽ bóc bom nhá, rất là to luôn. 4 quả bom to đùng luôn ạ. Rồi ok, cả nhà bạn nào đã chia sẻ thì comment ngay cho em và đã chia sẻ giúp em với ạ. Ai đã chia sẻ thì comment ngay cho em đã chia sẻ. Đồng giá tất cả bom 50.000. Đồng giá tất cả bom 50.000 ok không ạ? Và thực sự luôn cái giá 50.000 này ấy, là em thực sự luôn là em chỉ xin cái phí vận chuyển của mọi người thôi. Chuyển đi chuyển về này, toàn bộ hàng đẹp này. Đấy, bộ 190 này, quần 140 này, quần 180 này, áo 140.000 này. Thanh lý đồng giá hết bom. Đồng lá bom 50.000 hết mọi người ơi. Nào chia sẻ chiếc mẹ giúp em đi ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lên cho em. Ok không ạ? Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lớn nhất cho em mọi người nhá. Nào cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em đi ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lên cho em. Rồi ok, áo đang mặc chung cho chị xả nhá. Cả nhà chia sẻ lên giúp em nhá. Chia sẻ lên giúp em. Đấy, chạm mốc 100 lượt chia sẻ em sẽ bóc bom nhá. Ok không ạ? Chạm mốc 100 lượt chia sẻ em sẽ bóc bom rồi ok. Bạn nào đang xem livestream thì chấm ngay cho em một chấm mọi người nhá. Rồi ok, em hiện tại thì em đã thấy 15 lượt chia sẻ rồi mọi người. Cố gắng chia sẻ lên giúp em lên 100 lượt chia sẻ nhá. Mỗi người chia sẻ lên giúp em hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lớn nhất cho em. Và ngày hôm nay em sẽ xả toàn bộ kho mọi người nhá. Với giá cực kỳ sốc luôn. Chia sẻ lên giúp em nào. Hôm nay ngày đồng giá em sẽ đồng giá bom tất cả. Đồng giá bom tất cả 50.000 mọi người nhá. Chia sẻ lên giúp em ạ. Rồi ok, chào Xuân Đa này, chào Nguyễn Thủy nào. Ok, chào Nguyễn Hương Trang nhá. Bạn nào đã chia sẻ thì comment nhanh cho em là đã chia sẻ giúp em. Ngày hôm nay em sẽ xả bom đồng giá 30.000, à 50.000 hết mọi người nhá. Đấy, lượt đi lượt về khổ thân quá luôn. Cả nhà chia sẻ livestream này giúp em đi ạ. Ok, hiện tại thì em lấy 50 lượt chia sẻ rồi. Cả nhà cố gắng lên cho em 50 lượt chia sẻ nữa em mới được bóc bom nhá. Đồng giá bom 50k. Và ngày hôm nay sẽ có 4 quả bom rất là to luôn. Trời ơi, nhìn lấy hàng về và chung là đi về mà đi làm về mà thấy 4 quả bom lù lù trước mặt rất là khó chịu luôn. Cả nhà chia sẻ livestream này giúp em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm cho em ok không ạ? Và ngày hôm nay em sẽ xả bom đồng giá 50.000. Thật sự luôn là vừa bán vừa tặng cho cả nhà nhá. Rồi ok, cố gắng lên cho em 100 lượt chia sẻ nào. Mỗi bạn ra ngoài cho em sẽ được chia sẻ rồi vào đây săn bom giúp em nhá. Bom nhiều lắm. Đúng không ạ? Toàn bom bổ trợ, toàn hàng xịn giá to thôi ạ. Toàn hàng xịn giá to thôi. Đồng giá hết 50.000 toàn bộ bom luôn. Cả nhà chia sẻ chuyên này rồi của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm cho em mọi người ơi. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm cho em rồi ok. Hiện tại là 65 lượt chia sẻ rồi. Cố gắng lên cho em 35 lượt chia sẻ mọi người nhá. 35 lượt chia sẻ nữa em sẽ bắt bom. Bom đồng giá. Bom đồng giá 50.000 cả nhà chia sẻ livestream này giúp em nhá. Rồi em sẽ xả cái áo năm mặc ok không ạ? Ngoài trường toàn 3-400 ok không ạ? Và ngày hôm nay em sẽ xả cái áo này rất là rẻ luôn. Cả nhà cố gắng chia sẻ livestream này của em nhá, bao giá toàn quốc luôn. Rồi bạn nào có nhu cầu mở shop thì cứ hãy liên hệ với em nhá. Rồi ok, 75 lượt chia sẻ rồi. 25 lượt chia sẻ nữa em sẽ bóc bom nhá. Ok không ạ? Cố gắng chia sẻ livestream này giúp em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm cho em. Và hôm nay em sẽ đồng giá bom hết 50.000 ok không ạ? Đồng giá bom 50.000. Có cả áo nam, áo nữ mọi người nhá. Quần nam, quần nữ này. Trời ơi. Chia sẻ livestream này giúp của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân ạ và 5 hội nhóm lên cho em. Và ngày hôm nay em sẽ sale đồng giá bom 50.000 mọi người nhá. Đồng giá bom 50.000 sao kéo đây. Đấy chứ nhỉ? Cụt thế nhỉ? Cả nhà chia sẻ cái chuyện này của em nhá. Em ạ. Em sẽ sale đồng giá bom 50.000. Cả nhà chia sẻ livestream này của em mọi người nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm cho em mọi người nhá. Đồng giá bom 50.000 mọi người không ạ? Đồng giá bom 50.000. Ôi giời ơi cái gì đấy ạ? Cả nhà chia sẻ livestream này của em đi ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em nhá. Bạn này ở đâu đây? Chuyển hoàn bạn nào đây? Ở bạn này ở đây đấy ạ. Rồi ok, Bắc Ninh. Bạn nào ở Bắc Ninh chia sẻ là hội nhóm Bắc Ninh cho em với. Bắc Ninh ở đâu đấy ạ? Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Nào cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm Bắc Ninh cho em mọi người ơi.
chia sẻ vào 5 hội nhóm Bắc Ninh cho em mọi người ơi. Em sẽ xả đồng giá cái bom này với giá là 50.000 nhá. Cùng nhau chia sẻ livestream này của em nào. Trời ơi, tám đời quá luôn Bắc Ninh ạ. À, Yên Phong Bắc Ninh, chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em. Comment nhanh cho em bom 50 kèm số điện thoại lên cho em này. Hàng xịt 100% này. Rồi ok ạ, à, em sẽ sale cho mọi người với giá là 50.000. Nhanh tay comment cho em với nhá. 50.000 ạ. Cùng nhau chia sẻ livestream này của em. Chia sẻ livestream này của em ạ. À, hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm cho em. Và đồng giá bom tất cả 50.000 ạ. Trời ơi, toàn bộ hàng cao cấp này. Đúng không ạ? Tất cả em đồng giá 50.000 hết. Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em, chạm mốc 100 người xem giúp em với ạ. Hiện tại là 85 bạn đang xem rồi, 88 đang xem. Giúp em 10 người xem nữa, em sẽ đọc bom mọi người nhá. Rồi ok ạ, tiếp theo cái này. 50.000 hết mọi người nhá. Rồi ok, quần nam hàng cao cấp này. Quần nam hàng cao cấp em cũng sale cho mọi người với giá là 50.000. Nhanh tay comment xem nhá. Rồi ạ, có túi này có 3 sản phẩm nhá. Đồng giá bom 50.000. Nhớ chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lên cho em nhá. Rồi ok, cái bom tiếp theo là của bạn nào đấy ạ? Bom tiếp theo. Rồi ok. Rồi ở Bình Dương ạ. An Dĩ Bình Dương, cả nhà chia sẻ livestream này của em thì mình vào nhóm Bình Dương giúp em với ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm Bình Dương giúp em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm Bình Dương giúp em với. Nhanh tay chia sẻ livestream em và vào đây. Mỗi các tình yêu ra ngoài cho em xin nút chia sẻ và vào đây comment nhanh cho em bom 50 kèm số điện thoại lên cho em nhá. An Dĩ Bình Dương này, ok không ạ? Đồng giá bom 50.000. Nhanh tay comment cho em với nhá. Tất cả bom ngày hôm nay em xả với giá là 50.000. Sợ lột. 50 ạ. Rồi ok, người tiếp tiếp nào. 50.000 ạ. Rồi, nhu quá đẹp luôn. Rồi ạ, nhanh tay comment cho em với ạ. Chia sẻ livestream này của em sell tất cả cho người với giá là 50.000 nhá. Rồi ok, cái điều tiếp theo ạ. 50.000. Nhanh tay comment cho em với nhá. Ok không ạ? Có cái gì ở đây? Có cái gì mắc trong này ở đây? Nhanh tay comment cho em với ạ. Xả bom 50.000 mọi người ơi. 50. Nhanh tay comment cho em với nhá. Rồi, 50.000 ạ. 50. Nhớ là phải chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lên cho em. Toàn bộ là hàng cao cấp, sale cho người ra là 50.000 mọi người nhá. 50.000 ạ. 50. Nhanh tay comment cho em với nhá. Cái gì ở đây ạ? Trời ơi, hai cái quần nam mọi người ơi. Ở đâu đây ạ? Cái bà Thanh này, 0967441847, thôn Minh Vương, Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Rồi ôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Nào các tình yêu, bạn nào đang tham gia nhóm ở Vĩnh Phúc, nhanh tay comment cho em nhá. Chia sẻ livestream này của em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm ở Vĩnh Phúc cho em ạ. Rồi ạ, Bình Xuyên ở Vĩnh Phúc này, quá buồn cười luôn. Đặt hàng xong rồi lại không lấy hàng. Chán rồi không ạ? Nhanh tay chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm cho em. Kéo không biết với đâu rồi ạ. Rồi hai quần nam, rồi toàn hàng đẳng cấp luôn. Này, hàng Quảng Châu chuẩn xịn 100% này. Và ngày hôm nay em sẽ sale được người giá đúng chỉ 50.000 nhá. 50.000. Chia sẻ lại chương này của em đi ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm lớn cho em mọi người nhá. Rồi ok không ạ? Cái gì đây, cái quần gì đây? Đây, em xem bóc đâu ạ? Đây bóc đây rồi. Rồi cả nhà chia sẻ lại chương này của em nào. Ok không ạ? Tất cả em sale đồng giá 50.000 hết. 50.000 hết, toàn bộ là hàng cao cấp mọi người nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộ nhóm cho em. Rồi trời ơi, quần Adidas này cháy hàng luôn. Thật sự với mọi người là mọi người đặt hàng mọi người phải có trách nhiệm một chút nhá. Đấy, các bác này đặt hàng không có tí trách nhiệm làm gì cả. Đặt hàng xong rồi không nhận hàng là sao? Không chịu mở ra hàng kiểm tra hàng. Quá là buồn cười luôn đấy ạ. Mọi người phải mở ra hàng, mọi người kiểm tra hàng này. Chất là quá là phê luôn. Em gửi hàng cho mọi người nhá, em like thế nào em gửi hàng y như vậy luôn. Nên là bác nào rất cần lấy hàng thì đặt hàng giúp em với. Thật sự luôn, toàn bộ là hàng cao cấp. 200-300.000 em sale cho người với giá rất là rẻ mà còn bo về này. Thì không hiểu là mọi người nghĩ gì luôn đúng không ạ? Nào cả nhà chia sẻ để chuyên về giúp em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hộp nhóm lên cho em. Và sale đồng giá hết 50.000, nhanh tay comment cho em với nhá. 50, cái gì ở đây ạ? Úi dồi ôi, 50.000 này, nhanh tay chia sẻ để chuyên về của em với nhá. Nhanh tay chia sẻ. Ôi dồi ôi, tôi ạ mất thôi. Chia sẻ để chuyên về của em ạ. Hai lần lên trang cá nhân nhá và 5 hộp nhóm lên cho em. Nhanh tay comment cho em với nhá. Rồi ok ạ. 50k, nhanh tay comment cho em với nhá. Toàn bộ là quần thần thánh luôn. Cả nhà chia sẻ livestream mẹ dục của em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên giúp em. Nhanh tay comment cho em nhá. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em nhá. Bom 50 kèm số điện thoại. Ok không ạ? Nào chia sẻ livestream này của em đi ạ. Một cái bom này, hai cái bom này, ba cái bom này, đúng không ạ? 4 cái, 5. Nhanh tay chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm mới giúp em. Nhanh tay comment cho em ạ. Rồi ok không ạ? Rồi áo này quá là đẳng cấp luôn à. Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em này.
xả hẳn cả áo đá 50.000 luôn. Quá tuyệt vời luôn ạ. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em nhá. 140 bạn đang xem. Mỗi bạn ra ngoài cho em xin lúc chia sẻ nhá. Vào đây comment nhanh cho em. Bạn nào chưa tặng quà thì comment nhanh cho em đi nhá. Đồng giá hết 50.000 mọi người ơi. Đồng giá hết 50.000. Nhanh tay comment cho em với ạ. Ôi sao hôm nay toàn đồ nam ấy nhỉ. Toàn đồ nam này. Quá tuyệt vời luôn này. Hàng Âu này. Hàng Âu hơn 500 em sale cho người với giá đúng chỉ có 50.000. Nhanh tay comment cho em. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em nhá. Bom 50 kèm số điện thoại. Rồi ok ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 bạn mọi người nhá. 10 bạn nào ok không ạ? Nhanh tay comment nhanh cho em. Ai chưa được tặng quà thì comment nhanh cho em với nhá. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em. Nào cùng nhau chia sẻ nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em mọi người nhá. Cùng nhau chia sẻ lên chuyên đề của em ạ. Em sẽ đọc bom nhá. Đọc bom. Nhanh tay comment cho em ạ. Có 10 bạn. Có 10 bạn sẽ được bom ngày hôm nay. 10 sản phẩm nhá. Rồi ok không ạ? 10 sản phẩm đấy ạ. 10 sản phẩm này. Trời ơi này. Toàn bộ làng xịn 100% này. Quần nam này. Hàng Adidas chuẩn xịn luôn. 28 này. 50.000 luôn. Đây ạ. 320 này. Sale 28. Nhanh tay comment cho em với nhá. Đây ạ. Tất cả 50.000 mọi người ơi. Tất cả đều 50.000 nhá. 50. Toàn bộ làng xịn 100% này. Bom nhá, có 10 cái đúng không ạ? 10 cái này, để riêng 10 cái này ra đây. Nào em chuẩn bị đọc bom nhá. Em sẽ chuẩn bị đọc bom, nhanh tay comment cho em với ạ. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em nhá. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm giúp em mọi người. Rồi ok không ạ? Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho người với giá là 50.000. 50.000 một cái ạ. 50, chưa được bom bao giờ, nhanh tay comment cho em với. Đáng rồi không? Chưa được bom bao giờ, comment nhanh cho em nhá. Bom 50 kèm số điện thoại. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em. Rồi ok nhá, người đầu tiên là bạn đây ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok. 6, 7, 8, 9, 10. 10 bạn ngày hôm nay sẽ được bom với giá là 50.000. Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em. Vào đây comment nhanh cho em. Bom 50 kèm số điện thoại, kèm chữ đã chia sẻ lên cho em, đúng không ạ? Bạn nào chưa được tặng quà bao giờ là các tình yêu nào. Ai chưa được tặng quà bao giờ thì comment ngay cho em mọi người nhá. Bạn nào chưa được tặng quà comment ngay cho em rồi và mua hàng nhiều quá nhưng mà chưa được tặng quà bao giờ thì vào đây comment ngay cho em. Và ngày hôm nay em tặng bom cho người với giá đúng chỉ 50.000. Thật sự luôn là cái giá 50.000 này em chỉ đúng thực sự là bằng đúng cái phí vận chuyển em đi em về thôi. Đúng ạ? Cả nhà cùng comment ngay cho em. Chưa được tặng quà bao giờ thì vào đây comment ngay cho em nhá. 10 bạn. 10 bạn với giá là 50.000. Toàn bộ là đẳng cấp 100% mọi người nhá. Nhanh tay comment. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em. Bác nào chưa được tặng quà thì vào đây comment. Và ngày hôm nay em tặng cho 10 bạn tiếp theo. Ok không ạ? 10 bạn tiếp theo. Cả nhà đừng comment quần bom hay là áo bom gì hết. Mọi người comment ngay cho em. Bom kèm số điện thoại, kèm chữ đã chia sẻ lên cho em. Bạn nào chưa được tặng bom bao giờ, chưa được tặng quà bao giờ, comment nhanh cho em. Em ơi, chị mua hàng rất là nhiều rồi nhưng mà chưa tặng quà bao giờ đúng không ạ? Comment nhanh vào đấy cho em. Bom 50 kèm số điện thoại, kèm chữ đã chia sẻ lên cho em. Ok không ạ? Người đầu tiên là bạn nào đấy ạ? Ok, người đầu tiên là bạn nào đấy ạ? Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em mọi người nhá. Rồi ok, đầu tiên là bạn Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt số điện thoại là 0374180116. Rồi ok, người thứ hai là bạn nào đấy ạ? Người thứ hai là bạn nào? Cả nhà comment ngay cho em. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em nhá. Bom 50. Rồi ok, pin kiên trương, các bạn comment nhanh cho em đúng số điện thoại lên giúp em với nhá. Bom 50 kèm số điện thoại. Có số điện thoại thì em mới chốt được bom đúng không ạ? Vừa bán vừa tặng cho các tình yêu. Vừa bán vừa tặng với giá chỉ có 50.000 đồng. Toàn hàng đẳng cấp luôn đúng không ạ? Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em. Rồi ok, Nguyễn Quỳnh Chi. Nguyễn Quỳnh Chi này đấy. Nguyễn Quỳnh Chi số điện thoại là bao nhiêu đấy ạ? Nguyễn Quỳnh Chi số điện thoại là 0965 0965 918 180. Rồi ok, người tiếp theo là bạn nào đấy? Người thứ ba là bạn nào đây? Cả nhà cùng comment ngay cho em ạ. Bom 50 kèm số điện thoại, chưa được tặng quà các bao giờ comment. Ok, Dương Thủy số điện thoại 0905 084 928. Rồi ok, Dương Thủy, bạn nào đấy ạ? Tiếp theo ạ, người thứ tư là bạn nào? Comment ngay cho em với ạ. Bom 50 kèm số điện thoại, vừa bán vừa tặng. Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em nhá. Em đọc, em sẽ cuối chút nữa em sẽ tổng kết những bạn nào là người được bom nhá. Ok không ạ? Bom 50 kèm số điện thoại, vừa bán vừa tặng. Ai chưa được bom bao giờ thì comment nhanh lên đây.
vừa bán vừa tặng. Rồi ok, người tiếp theo là bạn nào đấy ạ? Rồi ok, Hoa Trần. Hoa Trần số điện thoại là bao nhiêu đấy ạ? 0395082. Rồi đợi em một chút xíu nhá, em phải lấy bút khác, con này nó đang bị hết mực rồi. Đợi chút xíu nhá. Đây. Rồi ok ạ. Bom này, 03 Hoa Trần số điện thoại là 0395 ạ. 0395082985. Rồi ok, người thứ 5 là bạn nào đấy ạ? Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm bên cho em. Chưa được tặng quà bao giờ thì vào đây comment nhanh lên cho em. Bom 50 kèm số điện thoại lên cho em. Rồi ok, người thứ 5 là bạn Hà Kiều. Rồi thấy nhìn thấy ai cũng quen luôn. 0036841172. Rồi ok, người tiếp theo là bạn nào đấy ạ? Nhanh tay comment giúp em với nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em. Rồi ok, người tiếp theo là bạn Hà Hằng đúng không ạ? Hà Hằng số điện thoại 033 bao nhiêu đấy ạ? 296 ạ. 296 4823. Rồi ok, người thứ 7 là bạn nào? Cả nhà cùng comment cho em với ạ. Bom 50 kèm số điện thoại, vừa bán vừa tặng cho các tình yêu, ok không ạ? Nhanh tay comment chia sẻ livestream này của em nhá. Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em. Và ngày hôm nay em sẽ xả cho mọi người với giá cực kỳ sốc luôn, ok không ạ? Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm lên cho em nhá. Rồi ok, Liên Trần này. Người thứ 7 là Liên Trần. Liên Trần số điện thoại 0380386084712. Rồi ok nhá. Người thứ 8 là bạn nào đấy ạ? Hai lần lên trang cá nhân ạ. Rồi ok, Xuân Lavender này. Xuân Lavender rồi ok nhá. 0399 1 bao nhiêu đấy ạ? 1139 đúng không? 13926 rồi ok, 24689 sao lại có 29 số nhỉ? 0399 1392 0399 1392 rồi ok nhá. Người thứ 9 là bạn nào? Comment ngay cho em với ạ. Bom 50 kèm số điện thoại, vừa bán vừa tặng cho các tình yêu nhá. Hai lần lên trang cá nhân rồi ok, Pin Kim Dương này. Pin Kim này. Rồi ok em nhá. 0349686229. Rồi ok, người thứ 10 là bạn nào đấy ạ? Hai lần lên trang cá nhân và 5 hội nhóm bên xem. Rồi ok, người thứ 10, bằng 10 là bạn Hồng Min ạ. Hồng Min số điện thoại 0975689 bao nhiêu đấy ạ? 689 bao nhiêu đấy ạ? 322. Rồi ok, 10 bạn đây ạ. 10 bạn này nhá, nghe mình đọc tên 10 bạn này, ok không ạ? Anh biết 0374180146 là người đầu tiên. Người thứ hai là bạn Nguyễn Quỳnh Chi 0965918180. Người thứ ba là bạn Dương Thủy 0905081928. Người thứ tư là bạn Hoa Trần 0359082985. Người thứ năm là bạn Hà Kiều 0368411772. Người thứ sáu là bạn Hà 0332964823. Người thứ 7 là bạn Liên Trần 0386084712, ok không ạ? Người thứ 8 là bạn Xuân Lavender 0309993926. Người thứ 9 là bạn Pin Kim Trương 0349686229, ok không ạ? Người thứ 10 là bạn Hồng Min 0975868922. Ok ạ, 10 bạn này ngày mai để điện thoại giúp em để nhận quà mọi người nhá. Với giá là 0 đồng, ok không ạ? Cả nhà cùng chia sẻ livestream này của em nhá. Ok, em chuẩn bị bắt đầu xả hàng nhá. Rồi cái mã đầu tiên là em xin phép được xả nhá. Ok, xin phép được bán hàng nhá. Bán hàng nhanh ạ. Hôm nay lên sớm nữa sẽ bán hàng xanh cho cả nhà, ok không ạ? Cái dáng đầu tiên em sẽ xả cho mọi người nhá. Đầu tiên là cái dáng này, free size từ 40 cho đến 65 cân cả nhà. Ba đẹp cho em hàng Quảng Châu xịn 100% nhá. Em ba đẹp từ A đến Z, ok không ạ? Cái dáng này của nó rất là đẹp. Đây, hàng vừa về xong. Chất này này, nhìn này, chất liệu của nó này. Tất toàn bộ cái này của nó là gen 100% nhá. Rồi ok, và giá ngày hôm nay em sẽ làm niêm yết cho một cách tình yêu với giá đúng chỉ là 149.000. Nhanh tay comment cho em xả một kèm số điện thoại cho em nhá. Xả một kèm số điện thoại lên cho em 149.000 nhá. Xả một kèm số điện thoại 149.000, bao giá toàn quốc từ 40 cho đến 60 cân là ok đúng không ạ? 60, 65 cân cũng nhảy hết về đây cho em, toàn bộ là xịn 100% nhá. Hàng Quảng Châu đây. Nếu như ngoài thị trường đang bán cho người với giá là 200. Nếu như ngoài thị trường đang bán cho người với giá là 200, 250, 280 đúng không ạ? Nhưng mà trên livestream ngày hôm nay em xin phép được tri ân cho các tình yêu với giá chỉ là 149.000. Nhanh tay comment cho em nhá. Xả một kèm số điện thoại lên cho em ạ. Hiện tại chỉ có màu này thôi mọi người nhá. Xả một kèm số điện thoại lên cho em ạ. 149.000, ok Nguyễn Nhật Linh nhá. Bao giá toàn quốc cho các tình yêu.
Em số lượng không có nhiều ạ, số lượng không nhiều. Và cái này là lô về cuối cùng mọi người nhá. Em bán mua hết rồi, bán mua hết rồi và hiện tại thì còn một ít thôi ạ. Xả rẻ nốt nhá. Đây là em đang dọn kho. Dọn kho cho mọi người với giá đúng chỉ ngày hôm nay em sẽ làm niêm yết cho mọi người với giá là 149.000. Đấy ok các tình yêu nhá. Nhanh tay chia sẻ livestream này của em nhá. Bao giá toàn quốc luôn. 149.000 mọi người nhá, từ 40 cho đến 65 cân mà đẹp luôn. Đây ạ, cả nhà nhìn nhau em này, gen này, quá tuyệt vời luôn nhá. 149.000, nhanh tay comment cho em ạ. Xả một kèm số điện thoại lên cho em nhá. Xả một kèm số điện thoại lên cho em ạ. 149.000 ạ, bao giá toàn quốc luôn. Nhanh tay comment toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn 100% nhá. Xả một kèm số điện thoại lên cho em, chất rất là nhẹ và sướng ạ. Rồi ok, Nguyễn Thị Bích Việt ạ. Nhanh tay comment cho em nhá. Số lượng không hề có nhiều đâu các tình yêu ơi. Xả một kèm số điện thoại lên cho em. Đây ạ, à, chất co giãn rất đẹp. Và cái đường viền này của nó này, toàn bộ là chữ này. Tuyệt vời không ạ? Cái cổ nó này rất là sang và đẹp nhá. Nhũ hoàn toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn 100%. Nhanh tay comment cho em nhá. Xả một kèm số điện thoại lên cho em. 149.000 hàng Quảng Châu ạ. Hiện nay ngoài thị trường đang có rất là nhiều hàng nhái, hàng giả đúng không ạ? Nhưng mà em lúc nào em cũng sẽ trung thành với hàng này luôn. Trung thành với hàng cao cấp luôn rồi nhá, hàng Quảng Châu cao cấp. Không bán hàng giả, hàng nhái mọi người nhá. Toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn. 149.000 bao giá toàn quốc luôn. Đấy, bạn nào muốn ôm lô số lượng hay liên hệ với mình nhá. Rồi ok, nhận link cả nhà comment một lần thôi em thôi nhá. Comment một lần thôi ạ. Xả một kèm số điện thoại lên cho em. 149.000 bao giá toàn quốc luôn nhá. Xả một, xả một. Đấy, phía trên này của nó là nhũ. Phía trên này của nó là nhũ màu vàng này. Đấy, phía dưới này của nó là đen này. Mọi người cứ đi tham khảo giá thoải mái luôn cho em nhá. Có cái điểm gần, có cái điểm nhấn này nhá. Đây ạ, điểm nhấn này. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn 100% mọi người nhá. Rồi ok, trang tặng 149.000 bao giá toàn quốc, từ 40 đến 65 cân bao đẹp luôn. Và cái lớp bên trong của nó này, mọi người nhìn này, chất của nó rất là trơn và sướng mọi người nhá. Hàng Quảng Châu đẹp luôn. 149.000 bao giá toàn quốc luôn mọi người nhá. Xả một kèm số thoại lên cho em, số lượng không có nhiều đâu ạ. Chỉ có tầm độ 10-20 cái thôi. 20 cái thôi mọi người nhá. Dọn kho nốt với giá là 149.000 nhá. Legging bao nhiêu đó, ok ạ. Em sẽ xin phép được bán luôn cả quần này luôn nhá. Quần này có em đang có hai mã. Đang mặc là mã Q1 đúng không ạ? Và canh mặc là mã Q2. Đang mặc là mã Q1 và canh mặc là mã Q2. Cái hàng này em cũng nhập khẩu 100% bên Quảng Châu, không qua trung gian. Đây ạ, nhập khẩu hàng Quảng Châu mọi người nhá. Nói cùng với cả hàng giả hàng nhái. Đấy, toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn 100%, tăng tem nhãn mát. Rồi ok, Nguyễn Hoài nhá, xả một kèm số thuận anh cho em. Đây ạ, quần này của em là hàng Quảng Châu xịn 100%. Giá niêm yết ở tất cả các cửa hàng, hệ thống cửa hàng, giá của nó là hơn 400 mọi người nhá. 420 đến 450, đúng không ạ? Và ngày hôm nay, cái giá em sẽ làm cho mọi người với giá cực kỳ yêu luôn. Cả nhà nhìn tập gói cho em này. Toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn 100% ạ. Có đủ size S, M, L, XL từ 40 cho đến 62 cân mà đẹp luôn. Form dáng rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn này. Dior này. Cái tag này của nó là tag đồng này. Đồng này đúng không ạ? Ok, Loan Nguyễn giảm 1 nhá. Và phía trước này của nó có cái hình này. Làm cho mọi người, đây là cái giả khóa mọi người nhá. Giả khóa, giả khóa. Nên là cách tình yêu mặc lên, mặc lên nó rất form dáng này. Đấy, nó như quần Âu luôn mọi người nhá. Đằng sau của nó này, chiếc ly này. Ly kép mọi người nhá, không phải là ly đơn. Đó là ly kép, không phải ly đơn ạ. Chất của nó không mai nhá, không ngắn chỉ. Tất cả những bạn nào đã mua cái quần này bên em rồi thì nhắn tiện thì cho em xin cập nhật set nhá. Bởi vì tất cả các phản hồi của mọi người là đánh giá nhất về sản phẩm hàng hóa bên em. Và ngày hôm nay em sẽ xin phép được làm giá rất vô cùng hấp dẫn luôn. Tag mark, mã code, cái này được xuất sang Nhật và sang Hàn. Quần này của nó được xuất sang Nhật và sang Hàn, ok không ạ? Rồi, và giá ngày hôm nay em xin phép được làm niêm yết cho mọi người với giá đúng chỉ 135.000. Nhanh tay comment cho em nhá. Q1 kèm size kèm số điện thoại hoặc là Q2 kèm size kèm số điện thoại đây cho em ạ. Tag mắc đầy đủ đây ạ. Q1 hoặc Q2 135.000 nhá. Từ 40 cho đến 62 cân có đủ size S, M, L, XL 4 size ạ. Và co giãn 4 chiều ạ. Cái quần này là mì Hàn co giãn 4 chiều nhá. Nhập khẩu bên Quảng Châu không qua trung gian. Tag mắc mã code mọi người có thể về check mã code nhá. Giá nên biết là 400-420. Nhanh tay comment cho em nhá. Rồi ok, Nguyễn Hồng Gấm cảm ơn tình yêu rất là nhiều luôn. Nhanh tay comment cho em ạ. Q1 kèm size kèm số thuận đây cho em. Hoặc là Q2 kèm size kèm số thuận đây cho em nhá. Hàng Quảng Châu không phải là hàng Việt cắt may mọi người nhá. Hàng Quảng Châu không phải hàng Việt cắt may. Em nhấn mạnh một chút xíu nhá. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn, không phải là hàng Việt cắt may. Ok không ạ? Giá ngoài thị trường có giá là 420-450. Em xin bao giá cho người với giá đúng chỉ 135.000. Và ngay ở ngoài thị trường nhá, hàng giả hàng nhái họ cũng đã bán cho người hơn 100.000 rồi. Có chỗ bán 130, 150 đấy không ạ, 180. Nhưng mà cái hàng bên em nó là hàng Quảng Châu chuẩn xịn 100%, không phải hàng nhái mọi người nhá.
Ngoài thị trường đây mọi người, cái xếp ly của nó này, à cái vắt sổ của nó này, toàn bộ loại chỉ đẹp 100% nhá. Đây đây, hàng đều tăm tắp luôn. Ok không ạ? Không bay nhão, không ngắn chỉ. Cả nhà cùng comment cho em ạ. Cái lô này lô cuối cùng, không có nhiều mọi người nhá. Quần này là về lô cuối cùng rồi, không có nhiều nữa. Lô cuối cùng của tháng, không có về nữa. Một năm cách tình yêu chỉ cần hai quần này cho em thôi ạ. Dã chiến 4 mùa cho em, xuân hạ thu đông mặc được hết. Co giãn 4 chiều. Nhanh tay comment cho em nhá. Q1 kèm size kèm số điện thoại, hoặc là Q2 kèm size kèm số điện thoại lên cho em nhá. 135.000 ạ, bao giá toàn quốc. Các tình yêu mở hàng ra, kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đúng như em Nhung quảng cáo trên Facebook thì mọi người nhận hàng vui vẻ nhận hàng cho em và giới thiệu bạn bè giúp em. Còn không thì em cũng sẽ xin phép vui vẻ nhận lại hàng, đúng ạ. Nhớ mọi người, được phép mở hàng ra, kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đúng như em quảng cáo, đúng như mã code mọi người kiểm tra, đúng ạ. Thì mọi người nhận hàng giúp em. Nhanh tay comment nhanh cho em Q1 kèm size kèm số điện thoại lên cho em, và Q2 kèm size kèm số điện thoại lên cho em mọi người nhá. Form dáng của nó này, đấy nhìn này, túi trước này và túi sau này, đúng không ạ? Và cái của nó đặc thù của nó là có độ ghen bụng. Cái quần này có độ ghen bụng mọi người nhá. Bình thường bụng em của em cũng khá là to, bụng em cũng khá là to nhá. Và khi mặc lên này, khi mặc lên này, đấy không ạ, mặc lên này, nó có độ ghen bụng mọi người nhá. Nhanh tay comment, số lượng không có nhiều. Em đảm bảo 100% ngoài thị trường nó là hàng giả, hàng nhái luôn. Chỉ có nhà em Nhung mà có ra hàng chính phẩm với giá 135.000 ạ. Đúng tem nhãn mát, mã cốt. Không phải là hàng tem nhãn mát bình thường mọi người nhá. Đủ size, đủ số, xuất sang Nhật và sang Hàn. Xuất sang Nhật và sang Hàn ạ. Mở hàng ra, kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. Q1 hoặc Q2 kèm size, kèm số thôi cho em. Một năm đúng chỉ cần hai cái này thay đổi thôi, không còn nhiều. Không bám bụi, không gắn chỉ. Và cái đường may chất ly của nó là xếp ly kép, xếp ly kép đây ạ. Và phía trước này của nó nhá, phía trước này của nó may một cái đường nó như kiểu là cái khóa giả, làm cho mọi người lên form dáng nó như là quần Âu luôn. Lên dáng rất là phẳng và không bao giờ bị trơ mọi người nhá. Mọi người mặc quần legging sẽ bị trơ đúng không ạ? Nhưng quần này không hề bị thế luôn. Phía trước của nó có một cái ly, có ly như kiểu may kiểu cái khóa giả mọi người nhá. Lên dáng rất đẹp. Nhanh tay comment, bởi vì cái lô này lô về cuối cùng của năm rồi, không về nữa ạ. Và hiện tại em vừa đợt trước em đã ôm hết mấy nghìn cá rồi mọi người nhá. Cùng cố gắng comment nhanh cho em. Mọi người coi như là em xui dại mọi người là một lần. Mua đúng một cái này thôi, thử xem là đúng như em quảng cáo không nhá. Nhanh tay comment cho em nhá. Q1 hả? Bao nhiêu cân mà được em ơi, có đủ size em ơi? Đủ size nhá. Từ 40 đến 62 cân là các tình yêu comment nhanh cho em được nhá. 62 cân đổ xuống và 40 cân đổ lên cho em. Có đủ size S, M, L và XL đúng không ạ? 4 size. Em 55 cân đang mặc size L đấy các tình yêu nhá. Nhìn nào, nhìn này sướng không ạ? Nhìn nào, đấy các tình yêu này, co giãn rất là thoải mái luôn. Cái đầu gối này, ôi dồi ôi, chất chất gọi là quá là sướng luôn mọi người nhá. Nhanh tay comment cho em ạ. Q1 kèm size kèm số cho em. Nhìn này, nhìn em đứng lên ngồi xuống này, đầu gối này phẳng nét luôn, không có chuyện bai nhão vớ vẩn gì hết đúng không ạ? Mở hàng ra, kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đúng như em Cung Nhung quảng cáo thì xin phép mọi người là giới thiệu bạn bè giúp em đúng không ạ? 135.000 bao giá toàn quốc, hàng Quảng Châu xịn luôn. Ok không ạ? Rồi em qua mẫu nhá. Áo đang mặc là mã xả 1 em ơi. Áo đang mặc là mã xả 1 nhá. Xả 1, xả 1 ạ. Xả 1, 149.000 em nhá. Xả 1, 149.000 nhá. Rồi ok, em tiếp tục sang mã xả 2 nhá. Rồi có ai lấy thì comment ngay cho em không có nhiều đâu. Áo này không có nhiều. Đấy, bác nào thích thì tranh thủ nhá. 149.000. Mọi người cứ đi tham khảo giá thoải mái luôn mọi người nhá. Đúng không ạ? Từ giờ đến mai các tình yêu thêm thảo tham khảo giá thoải mái cho em. Đấy, bên nào bán đúng hàng Quảng Châu xịn này bên em và bán rẻ hơn thì mọi người mai nhân viên em gọi điện, mọi người em ơi bên kia bán rẻ hơn em hủy đơn hàng cho chị. Ok, rất là thoải mái luôn. Nhưng mà em dám khẳng định luôn là trên thị trường Facebook cũng như trên thị trường ở ngoài, em bao giá luôn cho các tình yêu nhá. Bao đẹp luôn. 149.000, không một ai bán giá này cho cả nhà. Đúng hàng Quảng Châu xịn của em. Đúng hàng Quảng Châu xịn. Co giãn bất chấp luôn. Co giãn gọi là không giới hạn luôn mọi người nhá. Đây ạ. Xả 1 kèm số điện thoại cho em nhá. 149.000. 149.000 mọi người ơi. Nhanh tay comment chào mấy để em sang tiếp mã xả 2 nhá. 149 ạ. Xả 1 ạ. Rồi ok nhá. Rồi ok ạ. Xả 1 kèm số điện thoại lên cho em nhá. 149.000. Rồi ok, em sẽ qua mẫu tiếp theo nhá. 149 ạ. Rồi ok, tiếp tục em sẽ sang mã xả 2 nhá. 149.000, số lượng không có nhiều. Các tình yêu nhanh tay comment cho em với ạ. Xả 1 kèm số điện thoại lên cho em. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn 100%. Và toàn bộ cái đường may này, cái đường này nó là đường nổi mọi người nhá. Toàn bộ cái viên này của nó là đường nổi. Mọi người nhìn đến giúp em này. Toàn bộ là xịn 100%, tác này, tác đẹp mỹ mãn luôn, cuộc đời luôn nhá. Hàng đây là hình con thiên nga đen.
Đúng hàng chuẩn xịn 100% bên em mọi người nhá. Nhanh tay comment cho em vậy ạ. Xả một kèm số điện thoại lên cho em. Cái tác này của nó là hình con thiên nga nga đen mọi người nhá. 149.000 bao giá toàn quốc. Hàng Quảng Châu xịn 100% nhá. 149.000 rồi ok không ạ? Số lượng không có nhiều. Và ngày mùng 1 em xin phép được xả kho với giá đúng chỉ 149.000 thôi. Ngoài cửa hàng em vẫn đang niêm yết với giá là 28 mọi người nhá. Ngoài cửa hàng vẫn đang bán 28 ok không ạ? Đấy, bạn nào muốn qua cửa hàng mua được với giá 149.000, cả nhà nhớ chia sẻ livestream này của em nhá. Và nhớ là qua cửa hàng thử tẹp bô cho em luôn. Lên form dáng đúng chuẩn đẹp như em nhung quảng cáo thì nhận hàng giúp em. Nhớ là đến giới thiệu bạn bè đồng nghiệp giúp em mọi người nhá. Xả một ạ, 149.000. Ship này từ 20 đến 30k tùy khối lượng cân nặng của mọi người nhá. Cân nặng hàng hóa. Rồi ok, em tiếp tục sẽ sang mã xả 2 nhá. Xả 2. Hàng này của nó là cái hàng new look mọi người nhá. Hàng new look ạ. Chỉ cao 1m63. Rồi ok, Trương Lê ạ. Cả nhà cùng comment ngay cho em ạ. Q1 kèm size kèm số điện thoại, hoặc là Q1 kèm cân nặng kèm số điện thoại lên cho em. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện cho mọi người để tư vấn cho mọi người là mọi người sẽ mặc size gì là chuẩn. Nhưng mà cái quần legging này mọi người cứ xem cho em được không ạ? Bởi vì nó rất là sướng luôn. Co giãn thoải mái lắm. Nhìn này, từ nãy giờ em mặc này, mọi người nhìn này, nó cứ nhẹ tênh luôn mọi người ơi. Trời ơi, nó rất là sướng luôn nhá. Khi em ngồi xuống này, con kéo được ra cơ. Đấy, thật nói mọi người không tin, thật sự là em kéo được tận bẹn luôn. Nó co giãn cực kỳ đỉnh luôn mọi người nhá. Q1 kèm size kèm số điện thoại, hoặc là Q2 kèm size kèm số điện thoại lên cho em. Mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đúng như em quảng cáo trên Facebook thì hãy comment thì hãy nhận hàng giúp em nhá. Nhớ là nhận hàng, nhắn tin cho em một câu là em ơi, quần của em, áo của em bán cho chị như thế nào, đúng không ạ? Em bán hàng để về lâu về dài chứ không phải bán hàng để khách chạy đi. Nên là khách cứ yên tâm mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái cho em, đúng không ạ? Và giá thì các tình yêu không phải lo. Em sẽ lo về giá cho các tình yêu, ok không ạ? Nhanh tay comment cho em nhá. Em sẽ thiên về số lượng, em bán số lượng là chính mọi người nhá. Lái rất là sương luôn. Rồi ok, qua mẫu tiếp theo. Qua mẫu tiếp theo ạ. Xả 1, áo nó mặc là mã xả 1 nhá. Xả 1 kèm số điện thoại lên cho em nhá. 149.000 bao giá toàn quốc cho các tình yêu. 149, đúng thương hiệu Thiên Nga đen. Hàng Quảng Châu xịn 100%, 149.000 nhá. Em bao giá luôn ạ. Thiên Nga đen có đính ngọc mọi người nhá. Thiên Nga đen có đính ngọc. Các tình yêu để ý giúp em một chút xíu và toàn bộ cái phần gân này của nó này. Phần gân này của nó là gân nổi mọi người nhá. Phần gân của nó là phần gân nổi. Đây ạ. Lớp bên trong của nó rất đẹp luôn mọi người nhá. Trơn lắm ạ, mặc sướng lắm. Xả 1 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok, tiếp tục sang mã xả 2. Rồi ok Nguyễn Phương nhá. Em chờ tin nhắn của chị luôn. Rồi ok, em tiếp tục sang mã xả 2. Cái hàng này của nó là hàng lưu lúc ạ. Hàng cái này em không về nữa. Đây em xin phép được xả cho mọi người nhá. Đây ạ, chắc hàng này cũng không phải thử đúng không ạ? Đến lúc chán áo không hỏng áo luôn. Hàng lưu lúc xịn 100%. Rồi ngày hôm nay em xin phép được xả hàng cho các tình yêu. 111 bạn đang xem đúng không ạ? Rồi 111 bạn đang xem. Và ngày hôm nay em sẽ tuyên bố em xả cái mẫu này cho người. Thực sự là em nhập hơn 100 mọi người nhá. Và em sẽ xả cho người với giá là 50.000. Nhanh tay comment cho em. Xả 2 kèm số điện thoại lên cho em mọi người ơi. Rồi ok. Rồi 30 cái cho 30 bạn comment nhanh nhất cho em. Xả 2 kèm số điện thoại lên cho em mọi người nhá. Từ 40 đến 60 cân bao đẹp luôn. Hàng lưu lúc xịn luôn ạ. 50.000 nhanh tay comment cho em ạ. 30 bạn comment tiếp theo. Thật sự luôn với cái giá 149.000 à. Em vừa bán vừa lấy tương tác với tình yêu. Câu like đấy ạ. Câu like nhá, chứ không có cái giá đâu, thật sự luôn. 149.000 giá quá đỉnh luôn. Đây ạ. Đấy, còn không thèm nhập không phải gọi là giá phải gọi là thấp hơn cả giá sỉ luôn các tình yêu nhá. Nên là bạn nào mua được hàng giá rẻ, mua được hàng đẹp giá rẻ thì nhớ là giới thiệu bạn bè giúp em. Thực sự luôn là em làm giá trên Facebook giá sương cực kỳ luôn. Mọi người không tưởng tượng được đâu. Rồi ok, comment cho em xả 2 giúp em ạ. Rồi ok, Linh Xuân xả 2. Hảo Hảo kèm số gọi em cho em có 30 cái thôi ạ. 30 cái cho 30 bạn comment nhanh nhất cho em với giá đúng chỉ 50.000 mọi người ơi. Từ 40 đến 60 cân hàng toàn bộ hàng lưu lúc xịn 100% nhập hơn 100.000. Và em xả cho người đúng chỉ 50.000. 30 bạn comment tiếp theo với giá 50.000 mọi người nhanh tay comment xem để tiếp xả sang xả 3 nhá. Xả 2 ok, Thương Nguyễn ạ. Chất cô tung tâm hàng dày dặn mọi người ơi. Xả 2 kèm số điện thoại lên cho em. 50.000 vừa bán vừa tặng. Hàng lưu lúc xịn nhập hơn 100.000 ạ. Áo đang mặc 55 cân vừa chị ơi. Linh Trang em 55 cân đấy ạ. Em 55 cân đấy ạ. Và em nói thật mọi người là 60 cân mà cũng đẹp. Nhìn em này. Nhìn em vành nhau, nhìn 60 cân mặc này. Đúng ạ, em đã bảo rồi. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn 100%. Với giá đúng chỉ có 149.000 khi em bỏ tay ra này. Form dáng của nó trở về y như cũ luôn. Toàn bộ hàng cao cấp đẹp 100%.
Ngoài trường bán ít nhất trong phần với là 200 nghìn luôn. Nhưng mà em chỉ có bán 149 nghìn thôi. Cả nhà cùng chia sẻ cái stream này của em nhá. Rồi xả 3, xả 2 giúp em với ạ, 50 nghìn. Rồi ok Hoàng Ngọc ạ, ok Đỗ Vui nhá, rồi ok Hảo Hảo nhá. Nhanh tay comment cho em nhá, xả 2 kèm số điện thoại lên cho em 50k. Có 30 cái thôi ạ, 30 cái cho 30 bạn. Nhanh tay comment cho em với nhá. Xả 2 ạ, 50 nghìn mọi người ơi, 50 nghìn nhá. Rồi ok Hoa Trần xả 2 này, rồi ok Trang Tạ nhá, ok Hoàng Ngọc ạ. Xả 2 kèm số lượng lên cho em, rồi ok Thảo Bi 2 chiếc này. Rồi 2 chiếc à. Rồi ok Thu Nguyễn nha, xả 2 kèm màu đen trắng này. Em nhập ngân 100 mọi người nhá. Em chi ân cho mọi người giá đúng chỉ 50 nghìn thôi. Cả nhà cùng comment cho em và nhớ chia sẻ cái stream này của em nhá. Xả 2 kèm số điện thoại, có 30 cái ạ. 30 cái cho 30 bạn nhá. Em phải bật cầm máy này, không có máy kia em bị ẩn comment mọi người nhá. Xả 2 kèm số điện thoại, 50 nghìn một áo. Thanh thì nốt mọi người nhá. Rồi ok nhá, bộ em to lắm, ok tình yêu, quá tuyệt vời luôn. Chốt ngay cái mã này cho chị. Xả 2 kèm số gọi lên cho mình nhá. Xả 2. Đây ạ, hàng lúc nhá. Toàn bộ hàng Quảng Châu xịn 100%. Nhớ chia sẻ lại chuyên này của em nhá. Nhận được hàng nhắn tin cho em nhung một câu nhá. Hàng áo của em đẹp như thế nào? Ôi giời, 50.000 là như thế nào em ơi các tình yêu nhá. 50.000. Nhanh tay comment cho em nhá. Xả 2 kèm số gọi lên cho em ạ. Bao đẹp từ A đến Z luôn. 50.000 một áo thôi ạ. Rồi ok, em sẽ qua mẫu theo. Sang tiếp tục mã xả 3 nhá. Thực sự luôn em rất là ưng cái mã xả 1 này. Đấy, bạn nào thích thì chốt nhanh cho em rồi nhá. Ai thích thì chốt nhanh bởi vì nó đẹp quá luôn. Đúng không ạ? Nào, xứng lời không ạ? Đấy, chất bên em này, cả nhà không phải suy nghĩ nhá. Rất là dày dặn và đẹp. Đấy, rồi ok Đạt Lan mã xả 1, rồi ok Thông Lan nhá, rồi ok Hoa Hồng Nhung nhá. Cả nhà cố gắng chia sẻ livestream này của em thật là nhiều nhá. Đấy, em bán giá rất là rẻ cho các tình yêu. Xả 2 giúp em nhá, rồi ok qua mẫu ạ. Sang tiếp tục sang mã xả 3. Tiếp tục em sẽ sang mã xả 3 cho các tình yêu nhá. Xả 3 luôn xem nào. Rồi ok, xả 3 vào cái áo này đây. Xả 3 này. Quá tuyệt vời luôn. Hàng Quảng Châu này. Lúc nãy em vừa bỏ ra thử một cái này. Rồi ok, có lên áo ra nhá. Rồi ok, nhanh tay comment cho em ạ. Xả 1 kèm số điện thoại lên cho em. Xả 1 kèm số điện thoại lên cho em nhá. 149.000 ạ. Rồi ok, Nguyễn Đào kèm số điện thoại. Rồi ok, Phương Bùi nhá. Xả 2 kèm số điện thoại. Rồi ok. Đây là hàng Quảng Châu xịn 100% nhá. Em vừa mở ra để em xem. Rồi ok, Nam Nga xả 2 nhá. Đỉnh của đỉnh luôn Nam Nga ơi. Nhanh tay comment ạ. Rồi ok, hàng Quảng Châu này. Ngoài thị trường đang bán cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 300 hay 400 đấy đúng không ạ? Mọi người mà bỏ qua cái livestream tối ngày hôm nay thì hơi bị đáng tiếc luôn. Bởi vì ngày hôm nay em xả cho mọi người với giá rất là sương, nhiều khi còn lỗ. Mà cái áo kẻ kia là thực sự là lỗ luôn rồi, đúng không ạ? Cái áo kẻ kia em nhập hơn 100 mà em bán có 50.000 là thực sự là lỗ luôn rồi. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay kho của em nó rất là nhiều bảo veo luôn. Em xả cho người giá cực kỳ sốc luôn mọi người nhá. Mùng 1 chơi tới bến lấy hên đầu năm. Lấy hên của mọi người nhá. Lấy hên lấy vía và các tình yêu. Rồi ok ạ. Rồi ok, xả 1 Trung Long này. Rồi ok ạ. Có sơ mi. Tiếp theo sang mã này. Ngoài thị trường đang bán cho người giá cực kỳ gọi là 300 hay 400 đấy, không nhớ rõ lắm luôn. Rồi ok, Nguyễn Sinh Tiến nhá. Áo đang mặc comment anh cho em mã xả 1 giúp em với ạ. Xả 1 kèm số cho lên cho em. Và em khuyên thật là các tình yêu lên chốt quần. Không biết mọi người mua cái gì, mọi người mua quần cho em. Đúng không ạ? Coi như này là em xui dại mọi người một lần, mọi người mua quần cho em. Bởi vì cái quần này nó rất là đẹp. Từ 4 năm nay em bán quần áo, em cảm tưởng cái quần legging này, quần này phải gọi là rất là thích luôn. Thích nhất từ trước đến nay luôn, cái dòng quần legging này. Em nhập khẩu 100% bên Quảng Châu. Đây ạ. Nhìn tay comment cho em nhá. Q1 kèm size kèm số điện thoại cho em. Hoặc là Q2, chất rất đẹp, đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái luôn. Và tạo cảm giác này. Nhìn này. Cái mông của nó cũng có cái chiếc ly nhá. Mông của nó cũng có cái chiếc ly. Nhanh tay comment cho em với nhá. Và cái này của nó có cái em bụng này. Đấy, Q1 hoặc Q2 giúp em. Rồi ok, em sẽ sang mã xả này nhá. Mã xả 3 đi. Xả 3 nhá. Xả 3. Ống tay của nó có gen ạ. Rồi ok, cảm ơn Quân Minh rất là nhiều luôn nhá. Quần bò hiện tại thì em chưa về. Quần bò hiện tại là em chưa về ạ. Rồi ok, cả nhà chia sẻ lại stream này của em rồi. Quần nam hiện tại thì em đang hết nhá. Rồi cảm ơn Vân Lê Lê rất là nhiều luôn. Cảm ơn các tất cả tình yêu nhá. Tiếp tục sang mã xả 3. Áo canh mặc bao nhiêu rồi, chút nữa sẽ xả, đợi chị một chút xíu nhá. Lên mã từ từ, không có chia sẻ bị loạn mất. Hôm nay nhiều mã lắm. Các tình yêu bỏ qua cái livestream này của em thì hơi tiếc luôn. Tiếp tục sang mã xả 3. Rồi em qua mã xả 1 nhá. Còn tình yêu ở lấy thì comment ngay cho em nhá. Xứng đời luôn. Này, bác nào 60 cân vào đây nhìn này. Nó quá đẹp luôn, kể cả 60 cân luôn. Bởi vì nó có cái họa tiết này, làm cho cái đường cong của mình nó rất là đẹp và uyển chuyển. Đây ạ, nó pha rất là pha cách nhá. Nhìn 60 cân mặc này không ạ, quá đẹp luôn. Kể cả 60 cân mặc cũng đẹp nhá. Rồi cả nhà cùng comment cho em nhá. Đấy, vành từ nãy giờ này, nó co giãn phải gọi là bất tận luôn. Đấy, trở về form dáng y như cũ luôn mọi người nhá.
không phải gọi là có chuyện gọi là vành ra chảy xệ hết thể loại luôn đúng không ạ? Xả 1, 149.000. Rồi ok, qua mẫu tiếp tục sang mã xả 2, đợi em một chút xíu nha. Sang mã xả 2 ạ. À xả 3 chứ. Xả 3, xả 3. Cái này của nó là Quảng Châu, từ 40 đến 60 cân mặc đẹp nhá. Đợi em một chút xíu. Xả 3 này. Xả 3 này. Cái này của nó là từ 40 đến 60 cân. Form dáng của nó rất là ok mọi người nhá. Đợi em chút xíu này em đóng thùng lên cho cả nhà xem. Cái mã xả này cái hình chắc có tầm độ 40 50 cái đúng không ạ? Để em xem này. Chốt tiếp cho mấy bao nhiêu bạn nhỉ? Đây ạ. Rồi ok, còn 40 cái 50 cái mọi người ơi. Rồi ok, lên cho em mã xả 3 nhá. Xả 3, xả 3. Rồi xả 3 mọi người ơi, xả 3 nhá. Cái mã xả 3 này từ 40 đến 60 cân là xinh. Em bao đẹp từ A đến Z luôn nhá. Và phía này của nó cái gen này, gen rất là đẹp này. Đấy, cả nhà mặc dây áo con trong cho em nhá. Cả nhà mặc dây áo con trong cho em. Đúng không ạ? Cái này từ 40 đến 60 cân, tay là hơi bồng một chút xíu này. Tay bồng đẹp nhá. Từ 40 đến 60 cân mặc xinh. Rồi các em xin phép được xả cho người giá là 139.000 mọi người nhá. 139.000. Nhanh tay comment nhanh cho em ạ. Mặc yếu à? Sao mặc yếu nhỉ? Rồi lên cho em mã xả 3 giúp em với nhá. Xả 3 kèm số điện thoại cho em một size. Từ 40 cho đến 60 cân mặc đẹp nhá. Xả 3, xả 3. 139.000 nhá. 139.000 bao giá toàn quốc luôn. Nhanh tay comment cho em ạ. Xả 3 kèm số điện thoại lên cho em, số lượng không có nhiều mọi người nhá. Còn tầm độ chắc 30 con gì đấy ạ. 30 cho đến 30 đâu. Xả 3 kèm số điện thoại lên cho em nhá. Xả 3, xả 3. 139.000. Nhanh tay comment cho em, số lượng không có nhiều đâu mọi người nhá. Chỉ còn rất là ít thôi. Đấy, lô này là lô gọi là quá là gọi là suýt soát rồi. Không còn nhiều nữa. Đấy, đây ạ, toàn bộ là pha gen mọi người. Đẹp dã man luôn. 139.000 bao giá toàn quốc. Xả 3 kèm số điện thoại lên cho em mọi người nhá. Xả 3, xả 3. Cái phía đây là cái là lụa này. Lụa 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 nhá. Cổ đấy ạ. Đẹp lắm luôn. Xả 3 kèm số điện thoại lên cho em nhá. 139.000 ạ. Rồi quê Nguyễn Phạm nhá. Mặc yếu à. Để em xem nào. Xả 3 giúp em với nhá. Xả 3 kèm số điện thoại em giúp em nhá. Rồi ok Nghiêm Ý Như nhá. Xả 3 ok Nguyễn Phạm này. Xả 3 kèm số điện thoại 139.000 mọi người nhá. Xả 3 139.000. Số lượng không có nhiều đâu ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu mọi người nhá. Không phải hàng linh tinh đâu ạ. Xả 3, xả 3 từ 40 đến 60 cân là ok nhá. Từ 40 đến 60 cân là đẹp. Nhanh tay comment cho em xả 3 kèm số điện thoại lên cho em nhá. Bạn nào có dồn thì comment cho em dồn nhá. 139.000 ạ. 139.000 ạ. Và cái chất gen, cái gen của nó là chất gen này. Gen nổi này. Cái ngôi sao này của nó là gen ngôi sao nổi nhá. Đấy, quần đang mặc của nó là 135.000 em ơi. Q1 giúp chị nhá. Và Q2 là canh đang mặc, đúng không ạ? Q2 là canh đang mặc. Còn em đang mặc nó là Q1 nhá. Đủ size SML. Đấy. Nguyễn Phạm ơi sao thế nhá? Chắc là nhiều đấy, gom nhiều đúng không? Gom nhiều mới thế đấy ạ, còn ship code nữa. Cả nhà cùng comment cho em nhá. Xả 3 kèm số điện thoại lên cho em nhá. 139.000. 139.000 ạ. Số lượng không có nhiều đâu mọi người nhá. Còn tầm độ 20 mấy con thôi. Hai mấy, ba mấy con thôi ạ. Chết bên này nó bị